phật học vấn đáp người giảng lão pháp sư tịnh công các vị đồng tu xin chào các vị hôm nay tạp chí từ bi của malaysia nêu lên bảy vấn đề vấn đề thứ nhất họ hỏi xin sư phụ hãy nói về hộ sanh quan của ngài thương yêu chúng sanh là một phẩm chất tốt đẹp không luận là xưa nay trong và ngoài đó là thiên tính của nhân loại. Chúng ta có thể từ đời những đứa trẻ sơ sinh mà quan sát xem những đứa trẻ đối với những con vật nhỏ thấy đều rất là thương yêu chăm sóc. Sau khi học Phật rồi, chúng ta mới thực sự hiểu rõ được hư không pháp giới quốc độ chúng sanh vốn là một thể so với một gia đình một dân tộc vẫn còn thân thiết hơn quốc độ chúng sanh từ nơi nào đến vậy ở trong kinh điển đại thừa phật thường nói do tâm hiện ra do thức biến hiện tâm là một cái tâm tất cả chúng sanh là một cái tâm lời nói này người sơ học rất khó hiểu được cho nên thiền tông thường nói Nhược nhân thức đắc tâm Đại địa vô thốn thổ Câu nói này rất có đạo lý Tâm trước cuộc là cái gì? Bây giờ triết học gia gọi nó Là bản thể của vũ trụ Ở trong Phật Pháp gọi nó là tâm, gọi nó là tính, chân như bụng tánh, chân tâm lý thể, danh từ tuy không giống nhau, cái nói đều là một sự việc. cho nên Phật thường nói tất cả pháp đều do tâm sanh ra. tâm tưởng chính là thức. Dùng lời nói hiện đại mà nói Chính là tác dụng của tâm Tâm khởi tác dụng liền biến hiện ra dạng pháp, dạng sự Cho nên, người học Đại Thừa Họ khẳng định Tất cả chúng sanh trong vũ trụ Là chính mình Hóa thân của chính mình Thì sao lại không yêu thương chăm sóc Người Trung Quốc xưa thường nói Tâm thành sở chí Kim thạch di khai Ý nghĩa chính là nói Tâm chân thành đến chỗ cực điểm Thì có thể cảm ứng tương thông được Tất cả chúng sanh Chúng ta thử nghiệm cùng với những loài động vật nhỏ ở trong nhà mà chúng ta thường thấy như mũi dáng trùng nhỏ chúng ta thử nghiệm cùng với chúng nó tương thông xem thử có kết quả hay không có đấy hiệu quả xác thực là có thể câu thông thế là chúng ta cùng với những loài động vật nhỏ này đối đãi bình đẳng hòa thuận cùng ở với nhau Buổi tối có bụi đến muốn chích chúng ta. Thì chúng ta thương lượng với nó, bảo nó không nên chích trên mặt. Nếu như chích ở trên mặt, thì ngày mai gặp người rất là khó coi. Chúng ta giang hai tay ra để cho nó chích, cúng dường nó. Nó thật là nghe lời và cũng thật là hợp tác. Chúng ta tình nguyện bố thí cúng dường nó, nó đến chích cũng chẳng qua là cầu ăn một bữa cơm. Chúng ta mời khách mà. Mời nó đến mà. Bố thí cho nó, cúng dường cho nó. Vì mà vậy sao những trùng nhỏ này càng ngày càng ít đi, cửa sổ mở ra mà cũng không đến. Đi gọi là cảm ứng đối với loài động vật, thực vật cũng có cảm ứng. Qua trồng trong giường của chúng ta, ở nông thôn chúng ta trồng rau rất là hợp tác hoa thì nở đặc biệt đẹp đặc biệt thơm chúng ta đem lòng thương yêu đối với nó nên nó có hồi đáp cho nên tất cả chúng sanh đều có linh tánh thực vật cũng có linh tánh Khi chúng ta trồng rau, thông thường cho rằng trùng nhỏ rất nhiều có thể ăn hết sạch rau đi. Có việc như vậy, rau trồng năm đầu, chúng ta không dùng phân hóa học, không dùng thuốc trừ sâu. Đại khái là hơn phân nửa bị sâu ăn. Chúng ta hoan hỷ, bố thí cho nó, cúng dường cho nó, mong muốn nó đến ăn cũng mong nó lưu lại một ít để chúng ta ăn đến năm thứ hai thì tình hình tiến bộ lên rất nhiều ba năm bốn năm đến năm thứ năm năm thứ sáu gần như bình hại của trùng sâu tìm không thấy do đó có thể thấy chúng ta yêu chúng nó chúng nó cũng yêu chúng ta chúng ta kính chúng nó chúng nó cũng kính chúng ta Cho nên chúng ta đối với tất cả chúng sanh Nhất định phải thương yêu chăm sóc Không nên có xung đột Bất kể như thế nào Cũng không nên tổn hại Sát sanh Quyết định không thể giải quyết được vấn đề Càng giết càng nhiều Hoang hoang tương báo Ngày trước khi chưa phát minh ra Thuốc trừ sâu đồ nhà nông làm ra bị tổn hại của sâu trùng rất ít. Bây giờ, nhà nông không dùng thuốc trừ sâu mà nói gần đến thu hoạch toàn bộ bị sâu trùng ăn sạch. Nguyên nhân gì sao vậy? Bởi vì bạn giết đó. Nên nó đến báo thù. Hơn nữa nghe nói những loại sâu trùng này năng lực đề kháng của nó ngày càng tăng cao. Thuốc trừ sâu mà bạn phát minh ra ngay lúc này dùng thì có hiệu lực. Sau 6 tháng thì không còn hiệu lực nữa vì sức đề kháng của nó đã tăng rồi. Do đó thuốc trừ sâu không ngừng phải nghiên cứu. Phân lượng không ngừng thêm đậm vào. Đến sau cùng thuốc trừ sâu hại chết chính chúng ta. Đây chẳng phải là biện pháp giải quyết. Biện pháp giải quyết dùng từ bi, dùng yêu thương. Từ bi có thể giải quyết tất cả vấn đề. Khoa học kỹ thuật chỉ có thể tạo ra thêm vấn đề mà không thể giải quyết được vấn đề. Làm cho vấn đề phức tạp thêm hơn. Điều này chúng ta cần phải biết. Chúng ta đối loài nhỏ hơn trùng kiến. Chúng ta nên thương yêu nó. Dùng cái tâm chân thành mà thương yêu chăm sóc đó. Vấn đề thứ hai, hỏi hộ sanh và phóng sanh có gì khác biệt? Hộ là ái hộ, ở trong cuộc sống hàng ngày cùng đối đãi bình đẳng đối với chúng nó hòa thuận cùng ở với nhau nguyên nhân căn bản của sự hòa thuận cùng ở với nhau đó là sự bình đẳng đối đãi nếu như không bình thì hòa thuận không thể nói đến nên hai chữ hòa bình hòa là quả bình là nhân Mong cầu tất cả chúng sanh hòa thuận cùng ở với nhau. Nếu như không có cái tâm bình đẳng đối đãi thì hòa thuận cùng ở với nhau là khẳng định không thể làm được. Hôm nay, trên địa cầu này của chúng ta, rất nhiều quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, không bình đẳng. Cho nên thế giới vĩnh viễn sẽ không có hòa bình. Lúc nào thì thế giới có hòa bình chân thật? Mọi người đều phải giác ngộ. Giữa người và người phải nên bình đẳng đối đãi. Người với tất cả các loài động vật phải bình đẳng đối đãi, người với tất cả các loài thực vật phải bình đẳng đối đãi. Hòa bình liền có thể đạt được. Phóng sanh là khi nhìn thấy những loài động vật nhỏ đó bị người bắt được liền phải bị người giết hại chúng ta gặp được ngay lúc này phải nên suy nghĩ tìm cách mua đó khi mua đó nên cân nhắc đắn đo nếu như mua và thả nó ra thả nó có thể sống thì chúng ta nên cứu nó nếu như mua nó và thả nó ra mà nó không thể sống sót vậy thì không cần chúng ta nên niệm phật tụng kinh niệm chú giảng sanh hồi hướng cho nó chúc phúc cho nó tại vì sao vậy tại vì nó đã không có cách gì sống sót được nữa rồi cho nên hộ sanh là gốc. Phóng sanh là ngọn, gốc ngọn nhất định phải làm cho rõ ràng. Phóng sanh là khi chúng sanh có cấp nạn, chúng ta nên giúp đỡ đó một tay. Cổ Đức từng nói, cứu một bạn người như xây tháp Phật bảy tầng. Cho nên phải cứu hộ những tai nạn này chúng sanh. Vấn đề thứ ba, hỏi có rất nhiều người hộ sanh và phóng sanh đều là gì có sở cầu đối với công đức mà làm. Xin hỏi về cách nhìn của Ngài. Nếu như cầu công đức mà đi hộ sanh, phóng sanh không hẳn không phải là việc công tốt. giả dụ không có công đức mà nói thì họ sẽ không chịu làm cũng là một việc tốt rốt cuộc thì có hay không có công đức nói cho các vị nghe không có công đức đích thực mà nói thì không có công đức có phải là làm cái việc vô ích không không có vô ích có phước đức phước đức và công đức không giống nhau đây là thuộc về phước đức bạn nhất định có quả báo tốt Trồng nhân thiện nhất định có quả thiện. Làm thế nào đem phước đức biến thành công đức? Bạn làm những việc này không có lòng mong cầu. Đây là công đức. Có chỗ mong cầu là phước đức. Vô sở cầu là dùng chân tâm mà làm. Là tâm thanh tịnh mà làm. Tâm bình đẳng để làm. Vậy thì thuộc về công đức Có sở cầu Bạn còn cầu phước Bạn còn cầu thọ Cầu phước Cầu thông minh trí huệ Cầu trường thọ Trong tâm của bạn có chỗ sở cầu Bạn làm những việc này Có thể đầy đủ tâm nguyện của bạn Nhà Phật thường nói Phật thì môn trung hữu cầu tác ứng chính là đạo lý này. Cho nên có cái tâm sở cầu mà đi làm cũng tốt. Tất cả không có tâm sở cầu mà làm. Vậy thì càng tốt hơn, đó mới là thuộc về việc làm của công đức. Vấn đề thứ tư, hỏi: Vì phóng sanh mà phóng sanh. Trái lại không có ý thức đến những sinh linh được phóng sanh sẽ phải gặp quả sát sanh cách làm như vậy có phải là từ bi có thừa mà trí huệ không đủ sự việc này cũng chính là chúng ta phóng sanh mà không có suy nghĩ đến những động vật này chính là vừa rồi tôi đã nói xem nó có thể sống sót được không nếu như nó có thể sống sót cái hoàn cảnh mà chúng ta thả nó Còn có người đến chi bắt đó nữa hay không? Đây là những điều phải nên suy nghĩ đến Nếu như chúng ta ở trên dòng nước Ở trên này thả cá Ở dưới dòng phía kia có người đang giăng lưới Vậy thì cá chúng ta thả ra vừa dặn đi ngay vào lưới Đây là người phóng sanh không có suy nghĩ chu đáo cho nên chúng ta phóng sanh cứu giúp chúng sanh nhất định phải vì nó mà suy nghĩ cho chu đáo không chỉ hy vọng nó được sinh tồn mà còn những cái nguy hại mà nó gặp phải trước tiên tất cả đều phải nghĩ đến nhất định phải né tránh Vậy thì, hộ xanh, phóng xanh. Cách làm tích cực nhất chính là nên ăn chay. Không nên ăn thịt của chúng sanh. Nếu như hỏi, chọn cái phương cách này đối với sức khỏe của thân thể có phương hại gì không? đáp án là khẳng định không nhất định không có tổn hại chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ xấu singapore cư sĩ hứa triết phần đông mọi người đều biết đến bà báo chương tạp chí báo cáo về sự việc của bà rất nhiều bà ăn chay từ lúc còn trong bào thai cả đời ăn chay. Ngày mùng 1 tháng 7 năm nay là vừa qua sinh nhật của bà. Bà đã được 103 tuổi. Thân thể vẫn cường tráng, chưa từng có bệnh. Tuổi tác lớn như vậy, chưa từng có bệnh. Mà sức khỏe cũng giống như người trẻ, Tôi tỉ mỉ quan sát bà Chỉ có tóc hơi bạc trụng một cái răng Ngoài ra không có bệnh nhỏ nào hết Giống như người trẻ vậy Hiện giờ vẫn còn đang chăm sóc người già Người bệnh Bà còn đến nói với tôi rằng Hy vọng lập một viện dựng lão Rất có được Một đời ăn chay Thân thể rất khỏe mạnh Chính tôi 26 tuổi Nghe được Phật Pháp Biết được lợi ích của Phật Pháp Sau 6 tháng tôi ăn chay Năm nay vừa tròn 50 năm Tôi một đời không có bị bệnh nhiều nhất là bị cảm, bị gió. Khi tôi 45 tuổi, bị một lần cảm mạo rất nghiêm trọng, bị bệnh hết một tháng. Tôi cũng không đi bác sĩ khám, cũng không có uống thuốc, bởi vì về trước có rất nhiều người nói tôi sống không qua được 45 tuổi. Tôi nghĩ là thọ mạng đến rồi. Bác sĩ chỉ có thể trị bệnh, chứ không thể trị mạng. Thọ mạng đã đến rồi, thì còn lời gì để nói nữa? Cho nên tôi ở trong nhà Đóng cửa lại niệm Phật cầu giảng sanh Không hề nghĩ đến Sau một tháng Sức khỏe liền được khôi phục Từ đó về sau Không còn bị bệnh nữa Tình hình sức khỏe rất là tốt Điều này đủ để chứng minh ăn chay là cách sống rất khỏe mạnh. Hà tất phải ăn thịt chúng sanh. Hà tất kết oán thù cùng với tất cả chúng sanh. Đây Đi là điều chúng ta phải nên nghĩ đến. Không ăn thịt chúng sanh mới thực sự thương yêu chăm sóc chúng sanh. Vấn đề thứ năm, hỏi, nói chung người phải như thế nào là phóng sanh trí tuệ? Làm thế nào là hộ sanh trí tuệ? Vì thì, phải đọc nhiều điện tích của Thánh Hiền. Người mới có được trí tuệ. Người thông thường, thực tế mà nói, trí tuệ chân thật cùng với như lai chư phật là bình đẳng phật ở trong kinh hoa nghiêm nói rằng tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của như lai phật đã nói ba sự việc cùng với như lai chư phật hoàn toàn bình đẳng thứ nhất là trí tuệ bình đẳng thứ hai là đức đức nếu dùng lời nói hiện đại mà nói chính là đức năng năng lực năng lực bình đẳng những sự việc Phật có thể làm, chúng ta đều có cái năng lực này, giảng đức giảng năng. Thứ ba là tướng, tướng là đức tướng tướng hảo. Cho nên trí tuệ năng lực tướng hảo của chúng sanh cùng với Phật là bình đẳng. Tại sao hết thảy ba điều này chúng ta đều bị mất hết? Bây giờ chúng ta trí tuệ không có, năng lực cũng không có tướng hảo cũng không có. Nguyên nhân gì vậy? Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói thẳng thừng ra rằng, Ngài đó chính bởi vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Tâm bệnh của chúng ta là phát sanh ở ngay chỗ này. Dòng tưởng. Ở trong kinh, Phật cũng gọi đó là vô minh phiền não. Phân biệt cũng gọi là trần sa phiền não chấp trước cũng gọi là kiến tư phiền não đây là ba phiền não lớn phiền não chướng ngại mất đi cái trí tuệ đức tướng của chúng ta chúng ta có mà không thể dùng được chính là ba thứ chướng ngại này nó che mất Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh nói Pháp 49 năm. Nói cái gì vậy? Chính là nói đạo lý về cái sự việc này và phương pháp giải quyết. Lý chúng ta hiểu rõ được rồi, phương pháp hiểu rõ rồi. Chỉ cần sửa chữa lại, trí tuệ đức tướng của chúng ta liền được hồi phục cho nên phật nói phật không độ chúng sanh vậy ai độ chúng sanh tự mình độ mình tự mình giác ngộ mình lời nói này là thật một chút cũng không có gạt người tự mình sau khi giác ngộ phải nên làm một sự chuyển đổi vậy trí tuệ từ nơi nào đến vậy chúng ta chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ trí tuệ liền khai liền hiện tiền buông bỏ một phần thì bạn khai một phần trí tuệ buông bỏ mười phần thì bạn khai mười phần trí tuệ sự việc chính là như vậy bạn muốn cầu trí tuệ là không chịu buông bỏ vậy thì không còn cách gì phật cũng không giúp được Phật chỉ có thể đem đạo lý nói cho chúng ta nghe một cách rõ ràng, một cách minh bạch. Ngài tự mình làm như thế nào thành tựu, chính Ngài vốn dĩ cũng là phạm phu. Vì sao Ngài có thể hồi phục? Ngài đem cái kinh nghiệm của Ngài, đem cái phương pháp của Ngài chỉ bảo cho chúng ta. Chúng ta nương theo phương pháp lý luận của Ngài mà làm, khẳng định có thể hồi phục được. cho nên thế nhập cảnh giới của phật tóm lại ở khám phá buông bỏ chúng ta thật sự có thể khám phá thật sự có thể buông bỏ trí tuệ liền được hiện tiền chúng ta ở ngay trong đời này chẳng phải ở ngay trong phiền não mà tìm đường sống sao nếu ở trong trí tuệ mà phải trải qua hàng ngày ở trong trí tuệ mà trải qua tháng ngày là trải qua cuộc sống của chư phật bồ tát ở trong phiền não mà tìm đường sống đó là cuộc sống của Phạm Phu. Cần phải có sự chuyển biến. Thật sự đã chuyển biến được rồi. Bạn hoàn toàn sống ở trong trí tuệ, không chỉ là phóng sanh, hộ sanh. Cuộc sống thường ngày công việc của bạn, bạn giải quyết công việc, đối nhân xử thế, không việc gì mà không ở trong trí tuệ. Đây chính là hạnh phúc mỹ mãn, tự tại, chân chính. Vấn đề thứ sáu, hỏi theo trí tuệ của Pháp Sư, hộ sanh quan của Phật giáo, làm như thế nào để đi ra bên ngoài lĩnh vực tôn giáo mà thông hưởng đến thế kỷ 21. Nhưng loại đều có thể cùng đồng ý thức đến một đề tài có tính toàn cầu. Đề tài này đã đi ra ngoài tôn giáo. Thế nhưng, cần phải dựa vào tất cả các tôn giáo những vị lãnh đạo những vị thầy truyền giáo cùng đồng nỗ lực đến khuyên dạy đại chúng xã hội rộng lớn hộ sanh không phải bảo hộ với nghĩa hẹp ở những loài động vật thực vật này càng tích cực hơn phải bảo hộ nhân loại nhân loại bây giờ đã tạo ra những ác nghiệp Đức thực là có khả năng dẫn đến tai nạn cực lớn cho địa cầu. Cho nên có một số tôn giáo nói ngày cùng của thế giới. Phương Tây cũng có rất nhiều nhà tiên tri cũng là nói ngày cùng của thế giới nhà tiên tri của phương đông tuy là không đói ngày tàn của thế giới thế nhưng cũng khẳng định rằng là có kiếp nạn xảy ra kiếp nạn từ chỗ nào đến vậy tất cả chúng sanh tạo tác nghiệp bất thiện việc làm bất thiện thì dẫn đến quả báo bất thiện quả báo bất thiện chính là tai họa do thiên nhiên và do con người gây ra cho nên chúng ta hôm nay nói toàn cầu phải nên đem trung tâm của toàn cầu chỉ hướng làm thế nào bảo hộ sự an toàn của thân thể con người trên cái địa cầu này phòng bị phát sinh của nhân tai thiên quả. Có một số người nói nhân quả, nhưng mà bây giờ rất nghiêm trọng. Mọi người ai cũng đều biết. Chiến tranh hạt nhân. Chiến tranh hạt nhân. Bây giờ các nhà khoa học đều khẳng định mà nói rằng nếu như nổ ra, con người ở trên địa cầu này khả năng còn sót lại chỉ một phần mười. Nói cách khác, 10 người phải chết hết 9 người. Đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nếu như ở trong một tuần, trên cùng địa cầu này của chúng ta phát đổ trên 5.000 đầu đạn nguyên tử, địa cầu này liền bị quỷ diệt. bước xạ trần theo gió bồng bình bồng bình đến nơi nào là một mảng chết chóc vừa qua chúng tôi có đi tham quan nơi hiroshima và narasaki nơi bị nổ bom nguyên tử người ở nơi đó bảo với chúng tôi tròn 8 năm trên đất mới mọc được cỏ nhìn thấy nơi đó tôi mới đột nhiên hiểu được ở trên kinh phật nói tiểu tam tai là gì? Vì trước gặp đoạn kinh văn này, không biết phải giảng như thế nào. Phật nói hiện tượng của tiểu tam tai là đau binh kiếp. Đây là chiến tranh. Thời gian bao lâu? Bảy ngày, bảy đêm. Bảy đêm đau binh kiếp. Sau đau binh kiếp, tiếp đến là ôn dịch. Ôn dịch là 7 tháng 7 ngày Sau đó lại tiếp đến là nạn đói Nạn đói là 7 năm 7 tháng 7 ngày Lúc trước không hiểu Chúng ta về trước cùng với người Nhật Bản đánh nhau hết 8 năm Đại chiến thế giới cũng hết 4 năm Điều không xem là cao nhất Sau khi nhìn thấy Hiroshima và Narasaki Mới đột nhiên nghĩ đến tiểu tam tai Mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói chính là chiến tranh hạt nhân. Tại sao vậy? Nếu như đầu đạn hạt nhân phát nổ 7 ngày, phát nổ nhiều trái như vậy, còn gì nữa không? Nó chỉ phát nổ một trái. Ở nơi đó, những người này đích thực bị bức xạ trần chiếu đến. Họ có thể sống sót qua 7 tháng. Thọ mạng của họ mới bảo toàn. Cho nên ung dịch chính là nói bức xạ nguyên tử. Nạn đói là trên đất cỏ cây không thể xanh thật sự là đến 8 năm mới bọc cỏ đó gọi là nạn đói chúng ta từ nơi này mà lĩnh ngộ tiểu tâm tai mà đức thích ca mâu ni phật đã nói tiểu tâm tai chính là chiến tranh hạt nhân tiểu tâm tai chính là chỉ đại chiến thế giới thứ ba chính là thông thường trong các tôn giáo đã nói ngày cùng của thế giới nhân quả chúng ta làm thế nào để tránh được khiến xung đột không nên phát sinh bây giờ nước lớn bạc mạng đi chế tạo vũ khí hạt nhân giống như nước mỹ bây giờ chế tạo phi đạn đánh trận làm thế nào để phòng vệ báo liên hợp buổi sáng của singapore khoảng thời gian trước có một đoạn văn mà tôi ngẫu nhiên đọc được đoạn văn viết rất hay họ đề xuất ra ý kiến nói rằng nước lớn không cần đi làm phòng vệ hạt nhân tại vì sao vậy bởi vì thứ này không có cách gì để đề phòng họ nói giả như có một quốc gia vũ khí hạt nhân họ không cần công đánh người khác Họ đem đầu đạn nguyên tử trong nhà của chính họ, tất cả cùng đồng thời ở một nơi cho nổ, làm cho địa cầu liền bị hủy diệt. Bà làm cách gì để phòng bị? Tôi không đánh, tôi chết, anh cũng không thể sống. Cùng vào chỗ chết. Cách nghĩ của họ rất là có lý lẽ. Tôi không công kích anh. Tôi cho nổ ở trong nhà tôi, tôi tự sát, tôi chết hết, đi cầu bị quỷ diệt, anh cũng chết. người thật sự thông minh nên đem những số tiền để phát triển vũ khí hạt nhân đem đi cứu tế sự bần cùng nghèo khổ của thế giới đi đều là một việc tốt hà tất đi làm cái việc ngu này cho nên chúng ta hôm nay nói về hộ sanh quan nên cứu hộ nhân loại trên địa cầu này trước tiên cứu lấy nhân loại, nên cứu giúp nhân loại, sau đó mới có thể bảo hộ các loài động vật khác. Có người bị tiệt chủng trên địa cầu này, các động vật khác cũng không thể sinh tồn. Cho nên, nhất định phải cần đến những chí sĩ đầy lòng nhân ái, cùng đồng phát tâm, để giải cứu kiếp nạn. Đây là nói nhân quả thiên tai là tai hại của thiên nhiên tai hại của thiên nhiên từ nơi nào mà đến vậy cũng do từ tâm con người cảm ứng ra cái đạo lý này chúng ta phải hiểu ở trong kinh lăng nghiêm phật nói rất hay thủy tai vì sao đến vậy thủy là tâm tham cảm ứng những năm gần đây trên địa cầu khắp nơi bị thủy tai rất nhiều do tạo cái nhân gì vậy tất cả chúng sanh lòng tham không đấy phật nói tùy theo chánh báo mà y báo chuyển y báo là hoàn cảnh chúng ta đang ở hoàn cảnh là tùy theo tâm con người mà chuyển biến cho nên tâm con người thiện thì mưa thuận gió hòa nếu lòng người bất thiện thì tai nạn liền đến. Cho nên, không nên cho rằng tai họa của thiên nhiên cùng với tất cả khởi tâm động niệm tạo tác của chúng ta là không có quan hệ. Vậy thì đặc biệt sai lầm lớn. Động vật, thực vật, khoáng vật. Tinh cầu này của chúng ta, hoàn cảnh tự nhiên, thậm chí cho đến sự vận hành của tinh cầu ngay ở trong thái không, cùng với tư tưởng tạo tác của chúng ta cũng có liên quan mật thiết nó đều có liên quan đây là chân lý chúng ta không thể không biết cho nên nhất định phải giữ tâm lương thiện đoạn ác tu thiện phá mê khai ngộ phải từ bỏ tâm tham phải dứt bỏ tự tư tự lợi khởi tâm đồng niệm vì xã hội mà nghĩ tưởng vì chúng sanh mà nghĩ tưởng một người sống trên thế gian này mấy ngày trước tôi có giảng qua mục đích của nhân sinh là gì sanh đến thế giới này là vì cái gì không có cái mục tiêu đứng đắn, cuộc sống của bạn có ý nghĩa gì? Người học Phật chúng ta rất là may mắn, chúng ta hiểu rõ rồi. Phật ở trong kinh giáo chỉ bảo chúng ta mục tiêu của con người, mục tiêu đúng đắn chỉ có một là cái gì giác ngộ, cầu giác. Cho nên học Phật. Phật là cái gì? Phật là giác. Học Phật chính là học giác ngộ. Cầu Phật chính là cầu giác ngộ. Thành Phật chính là thành tựu giác ngộ. Như vậy là đúng. Giác ngộ đem cảnh giới của chính mình ngày ngày dương lên, nâng chuyển lên cao. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh Thật sự làm cho thấu đáo rõ ràng Làm cho minh bạch là giác ngộ rồi Những bậc hiền thánh xưa nay Trong và ngoài Tất cả đều là cầu giác ngộ Đây là mục tiêu đúng đắn Ý nghĩa của nhân sanh Là sau khi giác ngộ Có thể cùng với tất cả dạng vật dạng pháp Hòa thuận Cùng ở với nhau đây thực sự là ý nghĩa đối đãi bình đẳng, hòa thuận cùng ở với nhau, nhân sinh được nhiều an lạc. Giá trị của nhân sanh Lý Phật Pháp mà giảng là hoàng pháp lợi sanh. Kế tục quỳ mạng của Phật Nếu dùng lời nói thông thường để nói xả bỏ mình mà vì người bồi dưỡng người tài kế thừa vậy mới có giá trị bạn một đời chính mình có làm được tốt hơn sau khi bạn chết rồi vì sao kế hậu không có người thành tích của bạn khác nào bằng không bạn không có chân giá trị chúng ta hôm nay thúc đẩy giáo dục của phật đà sau khi tôi chết không có người kế tục làm sự nghiệp của tôi sự nghiệp của tôi cũng khác gì bằng không sau khi tôi chết rồi mà vẫn còn có các học sinh kế thừa tiếp tục làm đời đời có truyền nhân đời đời không dứt đây gọi là giá trị cho nên khổng lão phu tử nói rất hay bất thiếu hữu tam vô hậu di đại hậu không phải là con cái sinh ra trong nhà không phải là cái ý này đời sau của bạn phải có người tài kế hậu phải có người đời này so với đời trước thù thắng hơn đây thật sự là giá trị nghề nghiệp nào cũng là như vậy ở trung quốc rất đáng được người tôn kính thì gọi là lão tự hiệu lão chiêu bài. Tổ truyền bao nhiêu đời, không luận là nghề nghiệp nào, vừa nêu lên lòng tín nghĩa và danh dự tốt. Đó gọi là kế hậu có người. Đời sau tốt hơn đời trước, nếu như đời này không bằng đời trước, vậy thì hư rồi, vậy thì sai rồi. Hôm nay, cùng đồng bàn về vấn đề toàn cầu, nhất định là phải kiến lập ý kiến cộng đồng toàn cầu. Chính là nhận thức đến chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nhận thức ngay nguy cơ trước mắt. Phật đối với chúng ta, thủy tai là do tâm tham chiêu cảm. Phong tai là do ngu si chiêu cảm. Địa chấn là do tâm địa không bằng mà chiêu cảm đều có nhân của nó. Ở trong kinh, Phật bảo với chúng ta rằng thế giới Tây Phương cực lạc, đất bằng như bàn tay. Nó không có cao thấp, đó là gì? Đó là nhân tâm bình đẳng. Nên nó không có cao thấp. Nhân tâm thế gian không bằng. Cho nên đại địa không bằng. Nhân tâm bình rồi, thì đại địa liền bình. Gần đây chúng tôi cũng phát hiện ra ở Âu Châu. Âu Châu không có núi cao. Không có núi rất cao. Phần lớn đều là đồng bằng. Không có bến bờ. Âu Châu người ít. Nhân khẩu bây giờ cũng không quá 19 triệu người. Nhân dân của nơi đó rất là thuần hậu đạo đức. Cao thấp không nghiêm trọng cho nên đất nơi đó cũng không có núi gì cao đi là nhất định nên chúng ta biết người giác ngộ phải rất chăm chỉ nỗ lực truyền bá lời giáo huấn của thần thánh kiến lập ý thức cộng đồng hóa giải kiếp nạn của thế gian. Vấn đề cuối cùng hỏi, xin hỏi sư phụ, ngay cái nhìn hồ sanh đối đại như thế nào với vấn đề nào thai tự sát trước mắt mà hiện tượng xã hội ngày càng nghiêm trọng? Hiện tượng xã hội này, thật lòng mà nói, tức hiện tượng của ngày tàn rất đáng sợ tôi đi đến một nơi nào tôi muốn hiểu rõ tình hình xã hội của nơi đó sự hưng thịnh tồn vong của xã hội quan sát rất rõ ràng là gì là quan sát gia đình trong xã hội này. Bởi vì gia đình là một phần tử nhỏ nhất của xã hội. Bạn quan sát những gia đình này hoàn thiện hay không hoàn thiện. Gia đình hoàn thiện thì xã hội này càng thêm khang kiện. Gia đình có vấn đề thì xã hội này khẳng định có vấn đề nghiêm trọng. Trong gia đình, điều thứ nhất chúng ta xem là hôn nhân của họ nếu như tỷ suất ly hôn rất cao chúng ta liền biết đường xã hội này sẽ có vấn đề nghiêm trọng xã hội này nguy cơ tràn đầy gia đình tan vỡ nhà không ra nhà thì nước sẽ không ra nước vợ chồng ly hôn những con cái mà họ sinh ra tương lai đều là những nhân vật có vấn đề của xã hội đơn thân không có tình thương của mẹ không có tình thương của cha họ khiếm khuyết một bên tâm lý của họ liền có sự bất bình sau khi họ lớn lên chính là những hạt giống loạt động của xã hội chị phải làm sao không cách gì bổ cứu an nguy của xã hội quyền quyết định ở gia đình. An nguy trong gia đình là quyết định ở vợ chồng. Con người bây giờ làm sao hiểu được cái đạo lý này? Những sự việc này, ấn quạt đại sư đã giảng nói rất nhiều ở trong văn sao. Đại sư ngày trước quan tâm. Vợ chồng có sự kết hợp tốt, thì có một gia đình tốt, có một gia đình tốt, thì có xã hội tốt thì thiên hạ liền được thái bình người người hưởng phước cho nên xem thường ly hôn tội lỗi cực trọng không phải là sự việc của riêng hai người họ họ phải biết những liên quan bị ảnh hưởng bạn ảnh hưởng xã hội ảnh hưởng quốc gia ảnh hưởng đến sự an nguy của toàn thế giới tội lỗi của bạn có nặng hay không tôi rất phản đối những người ly hôn có người đều lên vấn đề này tôi nhất định khuyên họ trách nhiệm nhân quả đằng sau rất nặng tuyệt đối không thể đùa giỡn tu hành ở nơi nào tu giữa người và người làm thế nào hòa thuận cùng ở với nhau đây chính là tu hành bằng vì sao có thể kết thành vợ chồng nguyên nhân là ngay lúc đầu bạn thương yêu nhau tại vì sao bây giờ lại không yêu vì ngay lúc đầu trước khi kết hôn vợ chồng hai người đều nhìn thấy ưu điểm của đối phương không hề nhìn thấy cái khuyết điểm của đối phương đều là cảm thấy rất đáng yêu sau khi kết hôn sống chung với nhau thì chuyên nhìn thấy khuyết điểm của đối phương quên hết sạch sành xanh cái ưu điểm của đối phương biến thành không thể ở với nhau nguyên nhân chính ở chỗ này hiểu rõ được nguyên nhân này phải nên làm thế nào ở trong một đời chỉ ghi nhớ chỗ tốt của đối phương không nên ghi nhớ khuyết điểm của đối phương vợ chồng hòa hợp giống như bà cư sĩ hứa triết vậy. Cả đời của bà, tâm hồn thuần khiết, tâm thiện, làm thế nào để bồi dưỡng, chuyên ghi nhớ ở chỗ tốt của tất cả chúng sanh. Những chỗ không tốt của tất cả chúng sanh, Bà không nghe, mà không nhớ, mà không để ở trong tâm. Bạn xem, Lý Mộc Nguyên Cư Sĩ hỏi bà, có lúc bà cũng nhìn thấy sự bất thiện của con người bà cũng nghe được người ta nói lời bất thiện vậy thì bà phải làm sao bà nêu ra một ví dụ rất tốt thì giống như mỗi ngày tôi đi trên đường vậy trên đường nhìn thấy có rất nhiều người tôi cũng nhìn thấy họ tôi cũng nghe thấy lời của họ ông muốn hỏi tôi tôi cái gì cũng đều không biết không hề ghi nhớ ở trong tâm thật đúng là vậy không luận là người nào đến nói sự thật dài ngắn của người khác không nên để ở trong tâm chỉ đem cái tốt của người khác để ở trong tâm của mình thành tựu thiện tâm của chính mình. Nếu như đem ác nghiệp của người khác để ở trong tâm của mình, chẳng phải đem cái tâm tốt đẹp của chính mình biến thành xấu rồi sao? Đây là cách làm ngu si nhất. Con người này không có trí tuệ. Con người này bị người khác lừa thật lớn. Chúng ta quyết định không làm cái cách như vậy. Cho dù người khác hủy bán ta, nhục bạ ta, làm hại ta, ở sau lưng ta ghi chuyện lôi thôi, có người khác đến nói với ta, ta đều không nên nghe, ta đều không nên tiếp nhận. Tại sao vậy? Ta vĩnh viễn ghi nhớ cái chỗ tốt của người đó, nhất định không ghi nhớ lời nói lung lay đó không nhớ dừng dài về lâu người gây chuyện lôi thôi họ cũng sẽ bị cảm động họ cũng chuyện ác làm thiện đi gọi là phổ độ chúng sanh cổ nhân trung quốc thường nói thành nhân chi mỹ bất thành nhân chi ác chính là cái đạo lý này người khác tại vì sao gây chuyện lôi thôi tại vì sao đó ra những lời xấu này ta tự mình ngày ngày nhất định phải tự mình kiểm điểm đại khái chính mình có chỗ nào làm sai sai là ở nơi ta không ở nơi người mạnh phu tử dạy chúng ta phản cầu chưa kỹ đạo lý này thật là đúng phật bồ tát dạy chúng ta tất cả chúng sanh nhất định không có lỗi lầm lỗi lầm ở nơi nào vậy sai là chính chúng ta không làm tốt làm cho người khác sanh phiền não chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này liền hiểu được cách làm người tự sát ở trong phật pháp giảng nói là sai lầm cực lớn tự sát không thể giải quyết được vấn đề Người tự sát rất là đáng thương. Tại sao vậy? Thí dụ như nói treo cổ tự dẫn. Ở trong kinh Phật nói, sau khi treo cổ, thân trung ấm không thể đi đầu thai. Họ phải tìm thế thân. Tìm không được thế thân, họ không thể đi đầu thai. Không thể đi đầu thai, thì mỗi lần 7 ngày, họ phải đi treo cổ một lần. Hồn ma cứ mỗi lần qua 7 ngày, phải đi treo cổ một lần. Rất đau khổ. không phải nói vấn đề được giải quyết mà còn làm tăng thêm vấn đề chứ không phải giải quyết vấn đề uống thuốc độc tự sát cũng vậy mỗi lần 7 ngày họ phải uống thuốc độc một lần khổ nói không ra lời cái sự việc mà người ngu nhất mới làm thật không nên làm vấn đề nạo thai lại càng nghiêm trọng hơn phật dạy chúng ta con cái đến trong nhà của chúng ta có bốn loại nhân duyên mà đến báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu như đứa bé ấy đến báo oán, bạn nào thai đem nó giết chết đi. Nó liền biến thành quán thù. Bởi là bạn lấy oán trả ơn. Đời sau khi gặp lại, nó chẳng phải là báo ân nữa, mà nó đến báo thù. Bạn nói xem có phiền phức không? Nếu như là báo thù mà đến, bạn đem nó giết đi, thù lại chồng thêm thù. Thù hận tăng thêm gấp nhiều lần ghi go rồi. Con người chẳng phải sự việc của một đời, một đời thì dễ tính, hoặc có đời sau và đời sau nữa. Bạn nếu là nghĩ đến đời sau kiếp sau thì thì rất là đáng sợ. Nếu như đã làm rồi những việc này thì sao? Bạn nhất định phải biết sám hối. Bạn phải nghĩ biện pháp cứu giảng cứ giảng thế nào vậy nhất định phải đoạn ác tu thiện tích công bồi đức công đức mà bạn đã làm được hồi hướng cho nó hy vọng cái oan kết có thể hóa giải sự việc này chỉ do chính mình làm người khác không có cách gì thay thế phật bồ tát cũng không thể nào làm được nhất định phải do chính mình phải dốc lòng mà làm thế nhưng người không học phật không hiểu được không biết được cái lợi cái hại của sự việc này không hiểu được tương lai còn phải có quả báo những sự việc này ở trong kinh phật nói rất rõ ràng rất là minh bạch cho nên giáo dục của phật Kinh điển của nhà Phật là giảng nói cái gì vậy? Thật sự mà nói, toàn là nói cuộc sống thường ngày của chúng ta. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, làm thế nào hướng tới việc tốt, tránh việc xấu? Làm sao thu được đời này, đời sau? Đời đời, đời kiếp kiếp, hạnh phúc, bị mãn. Phật giáo giáo dục đời sống cho chúng ta. Cho nên nó là giáo dục, nó không phải là tôn giáo, Chúng ta nhất định phải đem nó nhận thức rõ ràng. Phải siêng năng, nỗ lực học tập. Tốt rồi. Mấy vấn đề giải thích đến đây thôi. Cảm ơn đại chúng. Đọc xong ngày 15 tháng 3 năm 2009 Nhằm ngày 19 tháng 2 năm kỷ sử cũng là ngày lễ vía đức đại từ đại bi quán thế âm bồ tát cẩn dịch vòng tây cư sĩ người đọc phật tử quảng tâm kỹ thuật thu âm vòng tây phát tâm cúng dường cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình phật tử thiện chân phát tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước vợ trên đền bốn ân nặng dưới cứu cổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc Nam mô A Di